Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên chúng tôi được hân hạnh đứng trên sân khấu Thúy Nga Paris by Night. Và tôi không nhớ được đây là bao nhiêu lần chúng tôi trình diễn tiết mục này. Nhưng có một điều tôi chắc chắn nhớ, đó là năm 1958, cách đây 48 năm, thì chúng tôi trình diễn tiết mục này lần đầu tiên tại Rạp Thống Nhất Sài Gòn. Lúc đó tôi 12 tuổi và nghệ sĩ Lữ Liên 41 tuổi. Kể từ đó, với cái tài hoa, với cái duyên dáng dí dỏm của nghệ sĩ Lữ Liên, ông đã mang những nụ cười ý nhị đến cho người nghe, đến cho người thưởng ngoạn. Nói như vậy, năm nay thì ông đã 89 tuổi. Theo tôi nghĩ, có thể ông là một nghệ sĩ lão làng nhất trong giới nghệ sĩ, trong nước cũng như ở hải ngoại. Tôi không dám nghĩ đến, nhưng tôi cũng không khó mà hy vọng được là chúng tôi có thể trình diễn vào tương lai. Vì lý do sức khỏe của một cụ đã 89 tuổi, chúng tôi mong quý vị rộng lượng bỏ qua cho tất cả những cái sơ suất hoặc là vấp váp nếu có trong lúc trình diễn. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi tiết mục Cò Tây Cò Ta. Bác cần gì đấy? Tôi là người hàng xóm láng giềng với ông đấy mà. Ông nghe thấy cái đợt này ông kéo gì? Vâng, vâng, mời, mời. Nó vẳng sang nhà tôi mà tôi nghe tôi mê quá. Thế mời, mời bác vào cái. Tôi đến. Dạ, mời bác tự nhiên. Vâng. Tôi mời bác vào đây ạ. Vâng, vâng, được rồi. Tôi xin lỗi ông nhé. Vâng. Tôi mê, từ xưa này tôi mê đợt địch lắm. Tôi thấy ông kia cái đợt này cũng gì mà nó hay quá sao. Vâng ạ, cái đàn này là đàn vĩ cầm. Vĩ cầm. Vâng, tiếng Pháp nó là le violon và tiếng Mỹ nó là the violin. Hay lắm, cái đàn này hay lắm. Mời, mời bác ra đây. Thưa bác, bác biết không, ở bên Pháp người ta vẫn nói cái đàn này là vua chúa các thức đàn. Nên là vua chúa các. Vâng, người Pháp họ có câu là le violon est le roi des instruments. Thế cơ ạ? Vâng. Nó nhiều chứ. The violin is the king of a musical instruments. Không biết thế nào nhưng nó nhiều tiếng Tây thì chắc nó ghê lắm. Chứ không làm cho tôi coi thử tí được. Dạ vâng, bác cầm cẩn thận cho nhé. Mấy nghìn đô la đấy bác ạ. Bác đứng lên hỏng. Vâng. Úi giời, sao nó trơn thế. Nó đẹp thật. Tôi chưa coi được cái đợt nào mà đẹp mà. Mà trông lại tiếng đợt hay như thế này. Dạ vâng, cái này nó hay lắm. Bác ra đây ạ. Thưa bác, không những là nó là vua chúa ở các nước Tây Phương, theo tôi nghĩ nó còn là vua chúa ở khắp nơi trên thế giới nữa. Úi trời, ông cho nó là vua chúa các thức đàn ở trên thế giới này. Vâng ạ. Tôi nói cho ông biết, tuy cái đàn của ông nó là nhiều tiếng Tây tiếng Mỹ thế thật tôi nên, nhưng mà từ mấy hôm nay tôi vẫn vào đây coi ông kéo đấy chứ. Nó hay thì có hay nhưng nó còn nó đi đến khắp thế giới. Nó đi đến một cái trên một cái nước tôi trông thấy trên bản đồ có cái nước nhỏ bé xíu ấy, cái nước cái là nước Việt Nam, nó còn gặp một địch thủ lợi hại của nó mà chưa chắc thì cây đàn của ông qua mặt được. Ở Việt Nam hả bác? Vâng, Việt Nam tôi biết các cái thứ đàn của Việt Nam hết, không có cái nào mà có thể hay được như cái này. Không. Cái nào bác? Tôi... có cái đàn bầu không? Cái đàn tranh không? Thế bác có cái đàn nào bác cho tôi xem được không? Tôi muốn đem so sánh cây đờn của ông với một cây đờn của Việt Nam mà hai lối chơi nó cũng tương tự như nhau, cùng sử dụng một cây cung như này này. Bác có hay không? Bác cho bác có bên nhà không? Tôi có chứ. Tôi... dạ bác cho cháu mượn xem tí. Đây tôi để ở ngoài kia sợ con nít nó nghịch, tôi để ở gốc cây này.
Bác cho tôi mượn xem tí được không? Ông muốn quay ạ? Vâng ạ. Nhưng mà tôi xin ông này nhé. Ông quay ông cầm cẩn thận cho tôi nhé. Chứ mà nó rớt xuống đất một cái là cái này nó gãy ngay lập tức. Mà nó rớt xuống cái trăm mấy bạc Việt Nam của tôi chứ mấy ít đâu. Cái này mà gọi là cái đàn à? Vâng. Cái này là cái đàn. Vâng. Ôi trời ơi. Bác có biết hồi nhỏ tôi gọi cái này là cái gì không? Là xe kéo bò, bò kéo xe. Cái này là đàn đấm mà. Tôi xin ông trông cái cây đàn của Việt Nam. Nó thô sơ, nó đơn giản. Nhưng chưa chắc gì cái cây nhiều tiếng Tây tiếng Tàu như của ông mà nó qua mặt được đâu. Tại sao lại không qua bác? À, tôi nói cho ông biết tinh dễ. Khi người nghệ sĩ chơi đàn là cả tâm huyết đặt để vào trên những ngón tay, có lúc người ta chơi lên những cung đàn nó mạnh như một ngọn sóng chiều, mà cũng lúc nó êm như một dòng suối chảy. Vì thế cho nên cụ Nguyễn Du đã tả nàng Kiều chơi đàn bằng hai câu thơ rằng là: tiếng khoan như gió thoảng ngoài, mà tiếng mau sầm sập ba. Như trời đổ mưa. Nhưng mà bác ơi, sập sập như trời đổ mưa nó có ăn nhậu gì đến cái chuyện cái đàn đâu. Sao lại không ăn nhập? Ví dụ ông đang chơi cây đàn của ông, nó đang chơi sầm sập như trời đổ mưa đi, thì bên cạnh hàng xóm nhà ông có người ta đau bụng nhức đầu, ta bảo ông ơi ông phá phách vừa vừa chứ ông cho tôi nằm nghỉ tí, tôi ốm nặng. Thế giờ cái ông làm sao cho cái tiếng đàn nó đang lớn nó nhỏ? Ấy, cái đó là người ta làm ra cái đàn, người ta tính toán cả rồi bác, dễ lắm. Dễ không sao? Có gì khó khăn cả. Đâu nè, người ta làm ra một cái dụng cụ nhỏ thôi, nó gọi là cái hãm thân, hay là tiếng Pháp nó gọi là cái suốt đinh. Đâu nè, xem nào, sạc đinh mà không? Chỉ việc đăng đàn mà muốn nhỏ thì việc cắm nó vào. Đâu nè, ông đàn cho tôi xem ông làm. Bây giờ bác đàn đăng đàn lớn nhá. À. Lớn đấy, bây giờ muốn nhỏ. Chỉ việc bác này rắc rối nhỉ? Thì găm nó vào đây. Này găm vào đây. Vâng. Bác có thấy cái nó nhỏ lớn lên xem nào. Rắc rối thì lại nhấc nó ra. Lại nhấc nó ra. Vâng. Giờ thì bây giờ cứ muốn nó nhỏ lại găm nó vào. Vâng. Thế lại thất cách nữa. Sao lại thất cách nhỉ? Có gì đâu nhỉ? Một bản nhạc nó đều đặn như một toa xe lửa chạy dài thế này. Lắm lúc ông định găm vào một cái, ông định rút nó ra. Rút nó ra để găm nó vào. Tôi hỏi ông, cái toa cuối cùng hành khách nó tản cư đi đâu được? Một bản nhạc của người ta nó đều đặn như thế mà ông lại rút nó ra làm 5-7 quãng thì cái đoạn thất cách nó ở cái chỗ đây. Thế tôi hỏi bác không làm như vậy thì có cái cách nào được? Cây đàn của tôi không có ngừng lại, kéo liên tục, muốn to nhỏ lúc nào cũng được, không cần cái dụng cụ nào cả. Thế bác đàn thử cho tôi xem nào. Bây giờ tôi xin phép ông nhá. Vâng. Tôi đàn mấy câu sa mạc, lúc nào ông cần to nhỏ ông cứ bảo tôi. Xin lỗi ông nhá. Dạ, không sao. Bây giờ bác kéo bình thường xem thế nào. Thế bây giờ như bác nói thì là bây giờ người ta đau bụng nhức đầu mà xin bác kéo nhỏ lại làm sao? Hay lại nhỉ? Thế bây giờ to trở lại đi bác. Thế nhỏ lại xem nào. Hay lắm, hay lắm. Thế bác có thể cho biết là tại sao mà nó to nhỏ và làm cách nào mà tôi không thấy gì cả? Tôi không có cần một cái dụng cụ sắc đinh là gì cả. Tôi chỉ cần muốn nhỏ thôi. To thì cứ kéo tự nhiên, mà muốn nhỏ tôi chỉ lấy cái ngón cẳng cai thôi. Tôi chuột đinh nó vào đây là nó nhỏ. Thế nó phải ngừng lại.
Hay, cái đàn của bác ấy có cái đó hay, nhưng mà bác có nhận là đánh chơi đàn phải đứng như thế này cho nó đẹp không? Tại sao lại bác lại phải ngồi như thế kia? Ngoài cái đàn của ông khác, cái đàn của tôi là cái đàn này nó gọi là cổ cầm. Xưa kia các cụ sinh ra cây đàn này mà cho những người đã chơi cây đàn này là toàn những người hào hoa phong nhã, những người người ta nó chơi nó nhàn hạ chứ. Đứng như ông kia mới tốn sức lao động chứ. Đứng ngang không được, đứng cẩn thận không được, đứng thẳng tắn mà mỗi lần kéo lại phải ngoẹo cái đầu, nghiêng cái đầu ngoẹo cái đầu. Lại lấy cái cầm này, lại cặp chặt tới đây này. Tôi hỏi ông, bình thường đứng nói gì trong lúc bất thình lình mà lại có cơn gió độc nó bay ngang cái lúc ấy à? Có khi 6-7 ngày không ăn ngủ tiêu được rồi chứ tôi không biết. Bây giờ tôi không có bàn cãi với bác những chuyện đó. À. Bây giờ tôi, bác có biết là cái đàn này chơi được tất cả các loại nhạc không? À thì cái đàn của tôi cũng chơi được các loại nhạc chứ. Thế cái nhạc gì bác cho tôi nghe nào? À được. Vâng, bác thử cái nhạc nào? À, xin lỗi không? Nhạc gì vậy à, thưa bác? À, thế mà ông bảo ông biết đủ các thứ nhạc thì cái chết tôi rồi. Cái này ông có biết không? Nên là quốc nhạc. Đây là cái giao vọng cổ ấy. Thế nhưng mà ông là người như út trà ôn, thế thì mình nghe cái này thì ngứa miệng lắm, làm vào 6 câu vọng cổ ngay ạ. Bác có cái gì khác hơn không? À thì có cái khác hơn. Này nhạc gì lạ quá bác. Cái này mà ông cũng biết rồi. Đây là toàn những là quốc nhạc hết. Đây là cái gì ạ? Hát bộ đi. À. Gọi đây cái chỗ này tướng ra. Vâng vâng. Thế bây giờ bác có cái bài nào mà nó có vẻ tha thiết một chút không? Tha thiết à? Vâng. Vâng, tha thiết. Cho tình cảm một chút. Cái này thảm thiết quá bác ạ. Cái này nói rõ thì cái thảm thiết nhạc đăng ma thì nó phải thảm thiết chứ. Nếu mà không thảm thiết thì sao người chết người ta hài lòng nhắm mắt để về biên giới. Vâng. Mấy cái đó những cái này là của cổ nhạc là đúng rồi, của cái đàn của bác. Vâng. Bây giờ tôi hỏi bác có chơi được tân nhạc không? Đây. Bác được chơi được không? Tân nhạc là gì? Là âm nhạc cải cách sau này đó. À, âm nhạc cải cách không? Bác nghe tôi kéo này xem có phải tân nhạc không nhá. Hay lắm. Bây giờ bác lại theo thời thượng Trịnh Công Sơn nữa à? Vâng, Mưa Hồng đó. À, vâng. Bây giờ tôi Hồng đấy. Vâng. Thế bác có biết là cái đàn của bác chơi được nhạc ngoại quốc không nào? À, cái này mới là nhạc ngoại quốc. Nhạc cái này thì thỉnh thoảng tôi cứ kéo cho vợ tôi nó nghe. À thế à? Thank you.
không phải nhạc Ngoại quốc. Trời ơi, nhạc không phải của Việt Nam thì là nhạc Ngoại quốc chứ còn là cái gì nữa. Không, nhạc ít. Thôi, thưa bác, nhạc Ngoại quốc ý tôi muốn nói là nhạc cổ điển Tây phương. Đấy. Nhạc classic. Classic à? Classic là thế nào? Kéo tôi nghe xem nữa nào. Thí dụ như thế này bác có thể đàn được không nhá? Hay lắm. Bác chơi nhạc như vậy là nhạc Tây phương đó thưa bác ạ. Hay. Nhưng thế này. Có chơi được nhạc giật gân không nào? Chơi nhạc giật gân à? Vâng. Chơi gì nó đau người. Bây giờ nhớ có người yêu cầu thì bác làm sao? Người ta yêu cầu thì phải chơi chứ làm sao? À vâng, thế à. Ngon, dạ ngon thật. Bài này là Bernardine Fatboon hát thời 50 xưa lắm rồi, giật gân bây giờ là phải giật xưa giật nó kinh hay hoàng. Nó hay thì tôi chứ mà không, bây giờ phải giật cho nó hip hop mới một chút. Mới mà. Vâng, đây lắm. Thế tôi hỏi bác, từ nãy giờ bác đàn mấy bài này, bác có biết tên nó gì? Cần quái gì phải biết tên nó, kéo nó hay thì được, kéo văng vẳng nó hay tôi chứ. Không được, học nhạc là phải có phương pháp, bây giờ giống như là ký âm pháp vậy đó. Các nốt nhạc đồ re mi fa sol la si. Tôi cũng có chứ, tôi có hồ sơ sang xe cũng lưu là cái. Thế bây giờ tôi đưa cho bác một bài, bác xem cái là chơi liền với tôi. Sao? Chơi liền là... chơi liền mà trông nhìn cái chơi liền. Nhìn cái là chơi với... cái này không có hứng thì không chơi được. Dạ quậy quá. Nhưng mà cái bài gì đây? Bài có tên là Mambo Rock. À,
Mambo Rock. Mambo Rock à? Tôi thử kéo xem cái này nó có giống ở dưới quê tôi không? Có dám không? À. Nhìn là chơi ngay nha. À. Mambo Rock, hey Mambo, Mambo Rock. Hey Mambo, oh Mambo Rock, hey Mambo, Mambo Rock, hey Mambo, Mambo Rock. Thế thì biết tài nghệ của bác như vậy rồi, hôm nào tụi cháu mà có hòa nhạc, chúng cháu mời bác sang hòa với chúng cháu cho vui nhé. Vâng, nhưng mà tôi đằng có đi có lại. Vâng. Hôm nào tôi lại mời ông đi đến cái chỗ này. Chỗ nào ạ? Có thịt, có rượu. Tại sao lại có thịt nữa? Vâng. Cái gì ạ? Vào mấy cái am cái miếu đấy. Vâng. Vâng, xin được gặp bác vào dịp khác nhé. Vâng. Yeah. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị.